Jibo 59 nha man. Cây này cây 1959. Mọc ngược. Lật lại cho mình coi rõ ha. Cây này là cây mọc ngược nha, 1959. Một bên là 3 gạch, một bên là 4 gạch nè, mình thấy không? Thấy rõ không? Một bên 3 gạch nè, một bên 3 chấm nè. Một bên 3 chấm nè, một bên 4 chấm nè, thấy rõ không ạ? Em nghiêng rất là em cố nghiêng để cho mình coi rõ nè, thấy không? Đó, một bên 3 chấm, một bên 4 chấm, 1959 nha. Nè, đó. Chỉ cho mình coi chấm để coi đích để coi năm luôn á, chỉ rõ như vậy luôn đó. Bát Ben 2517191 ha. Ai bán giúp mà chỉ cho mình coi năm luôn không? Đó, chỉ cho mình coi năm luôn tình trạng của nó nha. Có trầy một chút xíu nè. Đó, tình trạng của nó có trầy ha. Có cấn viền nắp một chút xíu, nó chỉ cấn viền nắp thôi chứ nó không có hở, không có gì hết nha. Cấn chút xíu thôi. Đó, chỗ này có nè. Có bị xâm chút xíu nè, đó. Tình trạng là có sao em nói vậy nha. Đó. Đây là Jeep xưa 1959 nha. 1959. Bắp bột lưỡi gà lá lúa. Đây, soi kỹ cho mình coi luôn ha. Thấy em rửa sạch sẽ không? Rất là sạch sẽ. 1959 lửa thì coi yên tâm ha. Mình yên tâm đi. Bánh xe soi chỉ bắt bột lưỡi gà lá lúa nha. Để em lột ra cho mình coi trong ruột. Dinh hết nha. Bóp ghê chưa? Ui trời nó cứng. Bóp ghê. Bóp cho nó giữ xăng lâu lắm. Mỗi lần mấy anh thay nó bóp. Nó bóp vậy mình rút ra nó hơi khó, nhưng mà nó giữ xăng rất là tốt nha. Giữ xăng cực tốt luôn. Nó bóp quá, em tay nữ em rút nó hơi khó. Nó khít tịt luôn á. Em tay nữ em rút nó hơi khó, hơi lâu ha. Mấy anh tay nam anh rút dễ hơn nha. Em tay nữ em rút nó hơi khó ha. Đó, 2517191 nha. Bỏ ruột trùng năm nha. Đó, bắt bột lưỡi gà lá lúa bánh xe sỏ chỉ nha. Em nói thiệt mà anh, mà anh đi mua cái ruột này thôi nè, tiền triệu đấy. Đừng nói gì tới cái vỏ đâu. Nói cho mình nghe. Cái thường á, giúp Mỹ á, giúp Mỹ xưa nó đơn giản lắm. Nó đơn giản lắm, nó không có cầu kỳ xăm trổ như mấy cái giúp đời số sau này, mấy cái giúp xưa á. Nó làm đơn giản lắm, trơn hoặc là chủ đề chiến tranh hay là tàu chiến rồi gì đó, nói chung là nó làm những cái chủ đề công ty gì đó, nó làm rất là đơn giản, nó không có làm như những cái giúp Jeep mới sau này, cho nên là mình chơi nó cái giá trị của nó sưu tập rất là cao. Thứ hai nữa là cái Jeep xưa nè, nó nặng lắm nha mấy anh nào mà biết chơi Jeep thì mới biết Jeep xưa nó nặng lắm, cầm lên nó chất hơn những cây Jeep số sau này nha. Jeep xưa nó nặng lắm, nặng như ngựa tay Amor, cái giỡn đâu.